Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Cbiz 24 giờ. Và hôm nay giới showbiz Hoàng Ngữ có thông tin gì đang hot mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Đối với bất cứ một diễn viên nổi tiếng nào, chắc chắn tên tuổi cũng sẽ gắn liền với một tác phẩm mà họ từng tham gia đóng chính và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Dàn tiểu hoa đình đám Cbiz cũng vậy. Khi nhắc tới Lưu Thi Thi, người hâm mộ sẽ nghĩ ngay đến Bộ Kinh Tâm năm 2011, hay với Dương Mịch là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 năm 2009. Còn riêng Triệu Lệ Dĩnh có lẽ là Sam Sam Tới Đây Rồi năm 2014. Thế nhưng bạn có biết, trước khi thành công với những bom tấn màn ảnh này, các mỹ nhân của chúng ta đã từng xuất hiện trong hình tượng ngây thơ, trong trẻo ở những bộ phim đầu đời. Dương Mịch bén duyên với nghiệp diễn viên từ khi còn rất nhỏ, nhưng phải đến năm 2004, sự nghiệp diễn xuất của Dương Mịch mới thật sự thành công và được công nhận khi cô tham gia vai nữ phụ Quách Tương trong bộ phim Kiếm Hiệp Đình Đám, Thần Điêu Đại Hiệp của đạo diễn Vu Mẫn. Ngoại hình xinh xắn đáng yêu cùng với nét diễn duyên dáng giúp nàng Quách Tương Dương Mịch ghi điểm trong lòng khán giả. Thậm chí, ở thời điểm hiện tại, Quách Tương phiên bản Dương Mịch vẫn được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất trong những lần remake Thần Điêu Đại Hiệp. Năm 2009, nữ diễn viên sinh năm 86 này một lần nữa gây ấn tượng khi sắm vai nữ chính trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, sau đó là Cung Tỏa Tâm Ngọc năm 2010. Cái tên Dương Mịch đã chiếm sóng toàn mạng xã hội với danh hiệu nữ hoàng rating phim truyền hình. Lưu Thi Thi. Nhắc tới Lưu Thi Thi, chắc hẳn khán giả đều nhớ đến vai diễn Nhược Hy xinh đẹp, kiêu sa trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm năm 2011. Giúp cô nàng mang về danh hiệu ngọc nữ của điện ảnh xứ Trung. Thế nhưng bộ phim đầu tiên đánh dấu bước chuyển mình sang sự nghiệp diễn xuất của Lưu Thi Thi lại không phải là Bộ Bộ Kinh Tâm mà là Nguyệt Ảnh Phong Hà, năm 18 tuổi. Tạo hình thiếu nữ mang vẻ đẹp thanh thuần cùng với nét diễn tự nhiên của Lưu Thi Thi thật sự làm hài lòng khán giả. Thậm chí cô nàng còn có dịp trổ tài múa ba lê điệu nghệ trong bộ phim đầu tay này. Lưu Diệc Phi. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình từ rất sớm và nổi danh sau vai diễn Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006. Năm ấy cô nàng mới 17 tuổi. Thế nhưng vai diễn đầu tiên của Lưu Diệc Phi lại không phải là cô đậm tiên khí, mà là nữ phụ Bạch Tú Châu trong phim truyền hình Gia Tộc Kim Phấn năm 2002. Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng ghi điểm nhờ tạo hình kiêu kỳ sang chảnh, hoàn toàn phù hợp với hình tượng tiểu thư cao quý trong bộ phim lấy bối cảnh đầu những năm Trung Hoa Dân Quốc. Triệu Lệ Dĩnh bén duyên với điện ảnh muộn hơn so với hội chị em cùng thế hệ. Năm 2011, Triệu Lệ Dĩnh mới bắt đầu được công chúng biết đến qua vai diễn Tình Nhi trong bộ phim Tân Hoàn Châu Cách Cách. Mỹ nhân sinh năm 87 đã chiếm cảm tình của đông đảo khán giả với gương mặt bầu bĩnh và đáng yêu, cùng với tài năng diễn xuất dù không được đào tạo bài bản. Đến năm 2012, Triệu Lệ Dĩnh nhận vai nữ chính đầu đời trong phim Thác Điểm Uyên Ương và sau đó là Lục Trinh Truyền Kỳ năm 2013, Sam Sam Đến Rồi năm 2014, rồi đến Hoa Thiên Cốt năm 2015. Triệu Lệ Dĩnh chính thức ghi tên mình vào danh sách Tiểu Hoa sau năm 85 của làng giải trí Hoa Ngữ. Trịnh Sảng được mệnh danh là nữ thần thanh xuân sau thành công của bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sau Băng, Trịnh Sảng chính thức ghi tên mình vào danh sách mỹ nữ quyền lực của Cbiz. Trịnh Sảng cũng là một trong những diễn viên hiếm hoi của điện ảnh Hoa Ngữ dễ dàng tạo tiếng vang ngay bộ phim đầu tiên tham gia diễn xuất. Bởi Cùng Ngắm Mưa Sau Băng đã đứng vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng tỷ suất người xem phim truyền hình ngay khi lên sóng. Chắc hẳn khán giả vẫn còn nhớ hình ảnh của cô nàng cỏ xinh xắn đáng yêu Trịnh Sảng với nét diễn ngây thơ duyên dáng của năm 17 tuổi để lại dấu ấn khó phai. Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là một trong những mỹ nhân rất chăm chỉ đóng phim để cải thiện khả năng diễn xuất. Đến nay, Địch Lệ Nhiệt Ba đã sở hữu một gia tài phim ảnh đồ sộ. Nhưng khán giả liệu có còn nhớ bộ phim đầu tiên mà cô nàng tham gia diễn xuất? Đó là tác phẩm truyền hình Anna Nhĩ Hãn năm 2013. Và nàng mỹ nữ Tân Cương đã tham gia với vai trò nữ chính. Bộ phim sau khi phát sóng nhận được đề cử bộ phim xuất sắc nhất tại giải Phi Thiên lần thứ 30. Và cũng kể từ đây, Địch Lệ Nhiệt Ba được các nhà làm phim để ý tới. Hình ảnh bà mẹ nghèo khó Địch Lệ Nhiệt Ba, năm 19 tuổi, đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của sao Hoa Ngữ đến từ Cbiz 24 giờ các bạn nhé.